Kính thưa quý vị, ở đây chắc có lẽ quý vị cũng đón xuân ở đây, nhưng mà chúng ta nhớ về quê hương của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái bản nhạc này gọi là nếu mà hát lên thì chúng ta khao khát lắm, tại vì không biết rằng là hôm nay ở đây đã có bao nhiêu chị em đã về đón xuân tại quê nhà. Thì bây giờ chúng tôi xin mời một giọng ca, và trước khi giới thiệu người này, xin mời quý vị không những thưởng thức giọng ca mà còn chiêm ngưỡng dung nhan, vì chỉ có cô này là mặc một cái bộ áo dài, tức là dân tộc Việt Nam, đó là phụ nữ Việt Nam. Và chúng tôi xin giới thiệu quý vị, người đến từ một vùng xa xôi, láng giềng và là đất nước của Hà Lan, là cô ở bên Mỹ nhưng mà vẫn đến đây. Người chúng tôi muốn giới thiệu đây là nữ ca sĩ Hồng Tâm. Xin mời Hồng Tâm. Hồng Tâm, xin quý vị cho Hồng Tâm một tràng pháo tay. Thấy bộ trang phục đẹp không? Đã... Thì kính thưa quý vị, Hồng Tâm sẽ đại diện cho mọi người ca, không biết bản này nó nghe nó mùi lắm. Bản nhạc mang tựa đề Xuân Này Con Cũng Về. Hồng Tâm xin kính chào tất cả mọi người trong cái ngày hôm nay. Hồng Tâm xin kính chúc đại gia đình Việt Nam tại Hà Lan có một năm mới sức khỏe vô biên, phúc lộc triền miên, trai gái linh duyên, gia đình đoàn viên. Chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Xin chào chào quý vị, chào ban nhạc Mai Hồng. Chờ tin con đi bao xa
tự. Ông ơi, con của mình nó thích nhất mà nó chẳng về thôi. Nhà còn con gà mà tôi không dám làm thịt cúng ông, làm bữa để nó về vui say ba ngày Tết. Ngày quên bán phòng đem thức canh nồi băng con biết xuân này mẹ